anh chị, cái lô này là me chua. Me chua này em bán theo cặp nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là K1, mã K ha. Cặp này em bán một cặp nha anh chị. Cái này thì này nó có cái sẹo đây, chú có kéo nè. Cái này em bán cho mình ha, mấy cây này là bứng dưới đất lên em đã ủ sẵn vô chấu sơ dừa cho mình nè. Rễ ra tới đây luôn nè. Rồi đủ hoành đấy. Trời này là trời nó già luôn rồi nha anh chị. Về anh chị uống vô được luôn đấy. Hoành này là 10, chiều cao là 22. Này chậu chơi mini rất là đẹp nha anh chị. Nhỏ hơn chai keo ha. Rồi một cặp này là mã số là K1, 300.000 em bao ship. Rồi chỉ 300.000 mà bao ship luôn anh chị ơi. K2. K2. Chàng nó quái gì lắm. Hoành nó 10 luôn. Yếu một xíu. Chiều ca nó 19. K2 ha. Rồi 300.000 mã số K2. Nó dài dài nữa em tỉa bóp để em đóng hàng cho dễ nha anh chị. K3. Cây me nào này nó quái gì cà na nha anh chị. Hoành nó 9.5. Chiều ca nó 16. Không có gan tay. Rồi mã số này là mã số K3, 300.000. K4. Không quấn nè anh chị. Này không phải tự nhiên quấn mà người ta uống từ nhỏ nha. Đây là cái cục đất này là cục đất là lúc bứng lên á. Nó có vậy em ủ vô luôn ha. Hoành nó 8. Chiều cao nó 27. Rồi mã số này là mã số K4, 300.000 em bao ship. K5. Cái này nhỏ thôi nha anh chị. Cái này nhỏ thôi à. Nhỏ cái cây yết lòng lớn hơn, lớn hơn xíu nè. Nhỏ hơn cây keo ha. Chiều K nó là 24. K5 250 em bao ship. Cái này nhỏ thôi nha anh chị. Rồi mã số này là mã số K6. Quấn nè, quấn vô gắn luôn. Hoành nó 8 thôi. Chiều K nó 17. Gan tay. K6 này 250 em bao ship. K7. Cây này ốm nhỏ nhưng mà nó quái nha anh chị. Anh chị nhìn nè ha. Mấy cái này hoành cỡ 7-8 thôi ha. Này 7 thôi. Chiều cao 20. Anh chị nhìn nhìn em. Cỡ cây viết lông. Rồi mã số K7 250 em bao ship. K8 nè anh chị. Nhỏ hơn cây viết lông luôn. Cây này nhỏ hơn nha. Cao là 16, tầm ngang tay. Rồi K8 200.000 em bao ship. K9. Mấy này nhỏ nha anh chị nè. Nhỏ hơn cây chú lông xíu ha. Chiều cao tầm ngang tay. Mã số K9 200.000 em bao ship. Từ cái nó quái nha anh chị. K10. Nè mấy chị vô cây mini, vô chậu mini thôi là rất là đẹp nha anh chị. Dằn cái tàn lại là đẹp lắm. Nè, nhỏ hơn cây chú lông nha anh chị. Này em báo là mình cây này cây mini thôi ha. Chiều cao tầm ngang tay, nhỏ hơn cây chiếc lông. K10 200.000 em bao ship luôn. Tính ra cây là về bao ship luôn là chưa tới 100.000 luôn á anh chị. K11. Này cây này nó dài ha, tầm hơn gan. K11 200.000 em bao ship. Mấy cây này nhỏ nữa em không có đo nha anh chị. Mình hình dung ra giùm em á, còn cây chiếc lông này thôi. Nó quái nè, nó nhỏ mà nó quấn nè. Rồi mã số K12, 200.000 em bao ship nha anh chị. K13. K13, 200.000 em bao ship mã số K13. Rồi mã số K14. Cao thì tầm một gang tay không tới luôn nè. Cây này thì cao gang tay. Rồi mã số K14, 200.000. K15. K15 200.000 luôn em bao ship nha anh chị. K16. Rồi cây này nó quái nè anh chị. K16 200.000 em bao ship. Cái cây này nó dài nha anh chị.
K17. Nó mình thấy nó ngắn cho nó quấn cho cây nó già. Chiều cao nè. Gan gửi tay. K17 200.000 em bao ship. Tại nó nhỏ quá em không đòi. K18 này nó bị tét đây đường đây ha. Đó. Có sẹo lâu rồi. K18 200.000 em bao ship có được đây. N33. N33 ha, con trái rồi nè. N33 cũng 400.000 mã số N33. N34. N34 nha anh chị, hàng ngao nè. Rồi N34 400.000 bao ship. Chiều cao tạm gan tay thôi nha. N35. Này nó tàn. À, nó chỗ quanh năm luôn nha anh chị. N35 400.000 bao ship. N36. N39 400.000 em bao ship.